Em xin được mến chào anh chị yêu thích hoa lan và em là Duy Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong anh nha. Thì kế bên em là cái cây Cesaret rất đẹp và bên em cũng bán cây giống luôn. Cây giống này Cesaret là khoảng 19 ngàn nha, trồng càng lâu thì nó lên những cái chậu này nhìn rất đẹp anh nha. Đó thì anh chị có thể lựa chọn những chậu này. Đó. Hoặc là có thể là Tết năm nay nếu mà anh chị yêu cầu em những cái dòng này thì em sẽ ghép sẵn cho anh chị những cái dài đó. Có chậu kia tới 1 mét mấy nữa, là 1 mét 7 rồi. Anh chị nhà vườn nào có nhu cầu mà quay hay là có thể là bất kể nhà vườn nào có nhu cầu để quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm của mình và em sẽ tới em sẽ quay, và đặc biệt là gần gần ở khu vực em thôi, giống như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là em ở Long An, các khu vực lân cận thì anh chị có thể gọi về cái số điện thoại xuất hiện trên màn hình và em sẽ tới đó em sẽ quay cho anh chị nha. Quay quảng cáo đăng lên các phương tiện truyền thông bên em như là cái kênh fanpage này nha. Đăng có thể đăng website cửa hàng Duy Phong.com hoặc là cũng có thể là đăng lên kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong của bên em anh chị, để cho mình tiếp cận được nguồn khách hàng rất là nhiều trên toàn quốc. Thì rất là nhiều anh chị đặt câu hỏi là Phong quay có phí hay không. Em xin nói, trả lời anh chị luôn là em quay hoàn toàn là miễn phí cho anh chị nha. Em sẽ quay lên, đăng lên và để lên màn hình số điện thoại trực tiếp của anh chị luôn. Ví dụ anh chị thấy mấy clip em hay quay nhà vườn á thì em sẽ quay vườn này có gì thì có thể là anh chị bán hàng cho những khách sỉ, khách lẻ và anh chị sẽ tự giao dịch đó. Thì giá cả phải chăng hợp lý thì em quay thôi. Nhưng anh chị lưu ý, em quay miễn phí nhưng mà anh chị lưu ý, anh chị phải chia sẻ lại những cái kỹ thuật cơ bản về chăm sóc lan. Ví dụ tới vườn Dendro thì em sẽ hỏi những cái câu hỏi như là Dendro chăm sóc sao, anh kích rễ sao, rồi kích hoa sao, bệnh trên Dendro là gì, thì anh chị cũng chia sẻ em miếng hoặc là Ngọc Điểm Tai Châu áp dụng trên nhiều vườn đó thì anh chị chia sẻ để cho mọi người cùng nhau có kiến thức anh nha. Đó thì là một vấn đề về quay vườn lan, anh chị có thể gọi em sẽ bắt xe và em chạy xe tới em quay miễn phí cho anh chị. Thứ hai là được quảng bá trên các phương tiện truyền thông bên em. Cái thứ hai nữa là khi mà em tới thì có thể là hợp tác bán hàng thì em sẽ lấy hàng vườn anh chị về em sẽ đăng bán và em sẽ gửi đi nha. Còn video clip em quay giới thiệu vườn lan thì số điện thoại trực tiếp của vườn anh chị để anh chị trao đổi anh nha. Cái mục đích thứ ba nữa là khi mà người xem ở trên kênh á, sẽ tiếp cận được các nhà vườn có thể là điện thoại đặt hàng với cái giá cả hợp lý nhất anh nha, và học hỏi thêm một số kiến thức đối với những anh chị mà xem kênh em đó, thì nhà vườn cũng có lợi và người xem cũng có lợi anh nha. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì trong tháng này thì kỷ niệm 4 năm thành lập cửa hàng Hoa Lan Duy Phong, em có gửi tặng một số anh chị về cái đây để em lấy cho anh chị xem cái những phần quà thì bao gồm ba cái này luôn nha anh chị. Một là cái acirut nè, hai là cái kích hoa, và ba là viên trừ thối nhũng vàng lá cho mùa mưa. Đó thì anh chị nào đã đặt hàng từ đầu năm 2020 tới giờ hãy liên hệ về hai số hotline xuất hiện dưới màn hình, em sẽ gửi tặng anh chị ba phần quà này luôn nè. Gửi tặng anh chị ba phần quà này anh nha. Đó là nội dung tối thứ bảy tuần này em muốn gửi tới anh chị, là thứ nhất là anh chị nào có nhu cầu quay quảng cáo vườn miễn phí thì anh chị liên hệ em. Hai là nếu anh chị đã mua hàng từ đầu năm tới giờ rồi, những khách hàng bên em, thì em sẽ gửi những ba phần quà này gửi tới anh chị và em sẽ bao ship cho anh chị luôn anh nha. Rồi với lại một cái nữa thì một số cây mà anh chị nào mua ở bên em từ 4 năm qua sổ ra mặt hoa mà nó không đúng á, anh chị cứ liên hệ về bên em, bên em sẽ gửi cây khác cho anh chị đúng với đó và sẽ gửi tặng phân bón cho anh chị luôn, và sẽ tiền vận chuyển bên em sẽ chịu bao ship cho anh chị chỉ việc nhận hàng thôi anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mến chúc anh chị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ em anh nha. Xin chào ạ.